Xin chào các bạn, môn bóng đá nam SEA Games là giải đấu dành cho lứa tuổi U23. Vậy các huấn luyện viên của đội trẻ và đội tuyển quốc gia liệu có giống nhau? Hãy cùng Golden Star Warriors tìm hiểu nhé. Đây là danh sách 10 chiến lược gia sẽ tranh đấu tại SEA Games 31. Sau giải đấu không thành công tại UEFA Đông Nam Á ngay trên sân nhà, huấn luyện viên Keisuke Honda sẽ phải trải qua một thử thách khó hơn tại SEA Games 31, khi huấn luyện viên người Nhật sẽ không dùng bất cứ cái tên nào có 23 tuổi. Lựa chọn Shin Tae-jung làm huấn luyện viên trưởng cho thấy khát khao đánh bại Việt Nam và giành được tấm huy chương vàng của đội bóng xứ vạn đảo là lớn đến nhường nào. Ngoài ra, về chiến lược gia người Hàn còn có những sự bổ sung chất lượng đến từ những cầu thủ đang chơi bóng tại châu Âu như Witan Suleiman hay Edwin Maulana. Được bổ nhiệm sau AFF Cup 2020, Michael Weis đã phần nào lấy được lòng tin từ các cổ động viên Lào khi đã lọt tới trận bán kết của giải U23 Đông Nam Á vừa rồi. Thậm chí U23 Lào của Michael Weis còn đánh bại U23 Malaysia trong cả hai lượt trận, khi mà U23 Indonesia và U23 Myanmar đã phải bỏ giải vì Covid-19. Chiến lược gia người Brazil Fabio Machia sẽ tiếp tục dẫn dắt U23 Timor-Leste tại SEA Games 31. Lần trở lại vào tháng 5 này, có lẽ sẽ có một chút khác biệt so với giải đấu diễn ra ở Campuchia, vì Timor-Leste có thể sử dụng một lúc tới 4 cầu thủ quá tuổi trên sân. Sau giải đấu thất vọng trên đất Campuchia, huấn luyện viên người Úc Brad Meloni được đánh giá là còn gặp nhiều khó khăn hơn khi các câu lạc bộ tại Malaysia Super League nhất quyết không nhả cầu thủ để phục vụ cho SEA Games 31. Thậm chí trong các buổi tập, chiến lược gia 50 tuổi này còn xỏ giày để tập luyện cùng các cầu thủ trẻ. Từng giành tấm huy chương đồng tại SEA Games 2 năm trước, huấn luyện viên Veliza Pompop tiếp tục được tin tưởng ở SEA Games 31 tại Việt Nam. U23 Myanmar của chiến lược gia người Bulgaria là một đội bóng khó lường và rất khó chịu. Lần gần nhất đối đầu với U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á, phải rất vất vả và may mắn, U23 Việt Nam mới có thể giành chiến thắng với tỷ số tối thiểu. Tháng 3 vừa qua, Liên đoàn bóng đá Philippines đã bổ nhiệm trợ lý của Stewart Hall, Norman Fezero sẽ trở thành huấn luyện viên trưởng của đội tuyển U23 Philippines tại SEA Games 31 sắp tới. Ông Norman Fezero từng có thời gian ngồi vào chiếc ghế nóng của đội tuyển quốc gia Philippines vào năm 2008. Huấn luyện viên của U23 Singapore tại SEA Games 31 là ông Nazri Nasser, người từng thất bại 0-7 trước U23 Việt Nam tại giải U23 Đông Nam Á vừa rồi. Tuy nhiên tháng năm này, vị thần trưởng 51 tuổi sẽ có được lực lượng mạnh nhất khi bổ sung thêm những ngôi sao của Thái League như Ifan Fandi hay Ikan Fandi. Không phải Warawat Suremaka mà chính Mano Pongking mới được bổ nhiệm làm thuyền trưởng của U23 Thái Lan. Nội bộ của Liên đoàn bóng đá Thái Lan cũng ít nhiều rung beng khi Thái League sẽ phải rời lịch để phục vụ cho SEA Games. Đây là sự thay đổi không theo kế hoạch của Liên đoàn bóng đá Thái, khi ban đầu họ chỉ cử U19 nước này tham dự giải đấu SEA Games 31. Nhiệm vụ bảo vệ thành công tấm huy chương vàng ngay trên sân nhà là nhiệm vụ quan trọng nhất trong năm nay của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Và đây cũng là giải đấu trẻ cuối cùng mà chiến lược gia người Hàn dẫn dắt, sau đó sẽ chuyển giao cho huấn luyện viên đồng hương Kyung Oh-kyun. SEA Games 31 chỉ cách người hâm mộ bóng đá Đông Nam Á chưa đầy 10 ngày nữa. Bạn hãy đoán xem huấn luyện viên nào sẽ làm nên chuyện. Còn chúng tôi vẫn luôn tin tưởng vào huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ một lần nữa mang về tấm huy chương vàng cho người hâm mộ bóng đá nước nhà.